Anh nhốt mình trong căn phòng để nghe nhịp tim rung động. Anh thấy như em một người mà anh cố quên. Anh nhớ những ngày mà mình bên nhau, nhớ những lần trò chuyện đêm thâu. Em nói anh là đôi mắt anh mang giọt sầu. Dòng mây đi qua vội và thời gian thì cứ thế trôi. Anh vẫn luôn chờ em mãi thôi, chờ khi mùa đông tuyết rơi. Anh đã có những lúc thấy anh thật tệ, tập làm quen với những cảm xúc nặng nề. Chọn buông tay và tự cho rằng mình không may. Vậy là chẳng thể